Chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai và công ty đồng Tả Phời đang huy động lực lượng sơ tán người dân tới nơi an toàn, đồng thời khắc phục sự cố tràn nước hồ thải xuống khu dân cư. Bắc Bộ vẫn sẽ mưa nhiều đan xen với một hai đợt nắng nóng từ giờ cho tới cuối tháng 8. Tổng lượng mưa tại Tây Bắc có thể đạt từ 100-200mm. Khu vực các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc thì từ 150-250mm. Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ thì từ 150-300mm. Tuy nhiên, tính chung cả tháng 8, Bắc Bộ dự báo có mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 10-25%. Riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên thì xấp xỉ trung bình hàng năm. Hàng nghìn mét khối nước và bùn thải của nhà máy tuyển đồng Tả Phời ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã chảy xối xả xuống khu dân cư. Chính quyền tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và nhà máy huy động máy móc, phương tiện nhanh chóng khắc phục sự cố. Nhóm phóng viên thời sự đã có mặt tại khu vực này, ghi nhận những công tác khắc phục và cả những bất an, lo lắng của người dân trong đêm qua. Hình ảnh như trong lúc chạy lũ, trâu bò, lợn gà được người dân và công nhân nhà máy tuyển đồng Tả Phời vận chuyển giúp bà con đến nơi an toàn. Gần 21 giờ tối qua, dù đã có những nỗ lực khắc phục sự cố vỡ đường ống tại hồ chứa nước thải, nhưng nước thải vẫn ầm ầm chảy xuống khu dân cư. Ông Sinh đến giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì chỉ phút chốc, nhà ông và nhiều đồ đạc có giá trị đã bị bùn thải vùi lấp gần 1 mét. Đi sửa nước quay về đến nhà thì thấy ở trong này là nó to ào ào, tủ lạnh này, rồi là mấy lọc nước này, rồi là máy giặt quần áo này, đều là vẫn vẫn là đồ điện là hỏng hết. Ôi bị lũ lụt hết rồi, cái gì cũng mất hết đây này, bao nhiêu bụi vào. Theo ước tính sơ bộ, hiện có 46 hộ dân của xã Tả Phời đều bị ảnh hưởng từ sự cố vỡ đường ống nước thải. Đêm qua, tuyến đường qua xã vẫn ngổn ngang bùn thải. Công tác khắc phục với sự cố vỡ đường ống nước thải của nhà máy tuyển đồng Tả Phời vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Tuy nhiên, rất nhiều những hộ dân đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ vì nhà cửa và tài sản của họ đã bị nước và bùn thải cuốn trôi hoặc vùi lấp. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai, nhà máy tuyển đồng Tả Phời xây dựng hai hồ chứa nước thải quặng đuôi, sử dụng nước tuần hoàn, dung tích theo thiết kế của hồ chứa chính là 5 triệu mét khối, hiện đã sử dụng gần 60%. Hồ chứa nước thải được xây dựng trên cao, cách hộ dân chừng 60 mét. Nguyên nhân và trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai làm rõ. Lượng mưa rất lớn và cái lượng mưa mà cái lưu vực mà nước ở các cái khu vực xung quanh ấy là rất lớn, nên là khi mà tập trung chảy vào cái lòng hồ này, đây như một cái áp lực làm cho cái hệ thống cái đường ống này bị vỡ. Vì sao nhà máy lại chưa có phương án khi để xảy ra tình trạng mưa lớn gây ngập hệ thống thoát nước mặt và ảnh hưởng đến các hồ chứa bùn thải? Và nước thải từ hồ chứa quặng đuôi trong quá trình tuyển đồng liệu có các chất nguy hại hay không? Rất cần câu trả lời của các cơ quan chức năng để những người dân tại đây nhanh chóng ổn định cuộc sống. Những ngày qua, khu vực Tây Nguyên mà đặc biệt là các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng. Vâng, hiện nay ở các tỉnh này thì vẫn còn nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Như ở tỉnh Lâm Đồng thì việc khảo sát đánh giá nguy cơ các vùng sạt lở hay là việc chú trọng tới yếu tố sạt lở trong công tác quy hoạch khu dân cư sẽ là những giải pháp được triển khai thời gian tới đây. Những căn nhà này nằm cách điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc làm 4 người tử vong chỉ vài chục mét. Đây là khu vực được đánh giá có nguy cơ sạt lở cao. Một góc nhà của ông Nguyễn Xuân Mạnh đã bị nước lũ cuốn trôi. Còn đây là một trong những khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại tổ dân phố 2, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huai, tỉnh Lâm Đồng. Mới đây, đất đá từ trên núi đã sạt xuống nhà một hộ dân nơi đây. Ở đây thì tôi cảm thấy mà nếu mà có một cái nguy hiểm về tính mạng tôi thì tôi cũng chấp hành thôi, chẳng có gì. Nhưng chấp hành trong cái trường hợp được quá nguy hiểm. Do mình địa hình mình nó gần quá là gần cái đồi á, cho nên là mưa thì mình cũng sợ đó, nhưng mà do mình ở đây lâu rồi, với lại bây giờ chuyển đi thì không biết chuyển đi đâu. Trên đây chỉ là hai ví dụ điển hình về những khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại Lâm Đồng.
Tuy nhiên, với địa hình phần lớn là đồi núi và tập quán làm nhà, sinh sống dưới chân đồi của người dân nơi đây, nên nhiều khu dân cư đã hình thành trong vùng sạt lở. Chính vì vậy, việc tổng rà soát, khảo sát để lập bản đồ sạt lở để ứng phó với sạt lở là rất cần thiết. Có thể tính đến cái việc là nếu mà chưa có dân cư thì chúng ta nếu có nguy cơ sạt lở cao thì cũng không quy hoạch dân cư ở đó, không cấp phép nhỏ ở đó. Còn những vùng đã có dân cư phải đưa ra những giải pháp nhất định, cấp phép ở mức độ nào, ở quy mô nào, nhà ở riêng lẻ hay là nhà có kinh doanh, có khách sạn, có nhà hàng tập trung đông người. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 4 vụ sạt lở đất, làm chết 9 người, 4 người bị thương, hư hỏng nhiều tài sản. Theo các chuyên gia, nếu cập nhật được những điểm xung yếu có khả năng xảy ra sạt lở nhiều hơn, chúng ta sẽ giảm thiểu thiệt hại do sạt lở gây ra đối với đời sống con người. Ở Tây Bắc Bộ thì vẫn là khu vực có mưa lớn suốt từ tối qua đến giờ. Vậy thì ghi nhận lượng mưa như thế nào về Hàn Quốc anh? Vâng, cụ thể là ghi nhận lượng mưa thì có điểm mưa vượt cả 100mm chị ạ. Như vậy là tổng lượng mưa suốt từ đầu tháng 8 tới sáng sớm nay ghi nhận ở Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã lên tới hơn 400 đến từ 416 cho tới 648mm, đều vượt tổng lượng mưa của tháng 8 trung bình nhiều năm. Trong đó Yên Bái lượng mưa còn lớn hơn khoảng 3 lần tổng lượng mưa của tháng 8 trung bình nhiều năm, lên tới trên 600mm. Mưa nhiều như vậy, nguy cơ cao gây ra sạt lở đất. Hàng trăm điểm ở Lai Châu, ở Điện Biên, Yên Bái hiện đang có nguy cơ bị sạt, thậm chí ở Sơn La có điểm có nguy cơ sạt lở còn lên tới hơn 940 điểm. Bên cạnh đó thì lũ quét vẫn có nguy cơ xảy ra trên sông suối nhỏ do sạt lở đất vừa qua có thể tạo nghẽn dòng. Nhiều huyện miền núi phía Bắc dự kiến hôm nay sẽ được cấp điện trở lại sau những ngày bị gián đoạn vì mưa lũ, trong đó có Mù Căng Chải của Yên Bái và Thuận Châu, Mường La của Sơn La. Hiện nay thì các đơn vị điện lực vẫn đang kiểm tra, tiếp cận hiện trường và triển khai phương án khắc phục. Mưa lũ tại các tỉnh như là Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện, làm gián đoạn việc cấp điện cho khoảng 8.400 người dân. Bộ Giao thông Vận tải đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ 34, 4A, 4C và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn của tỉnh Cao Bằng. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan phải rà soát xác định các vị trí hư hỏng, thiệt hại để khẩn cấp khắc phục hậu quả. Trước đó ở Cao Bằng mưa lũ vào tháng 4 và tháng 6 đã làm hư hỏng nhiều vị trí trên các tuyến này. Bắc Bộ dự báo hôm nay sẽ tiếp tục có mưa to cục bộ, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa kéo dài nhiều ngày khiến cho một số hồ thủy điện ở Lai Châu phải điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn. Hồ thủy điện Lai Châu trên sông Đà tiếp tục mở 5 cửa xả với lưu lượng sáng sớm nay đã tăng lên hơn 2.900 mét khối trên giây. Các hồ hạ lưu theo dõi điều tiết để tăng cường phát điện giảm lũ và đề phòng nguy cơ sạt lở đất hai bên bờ sông. Còn thủy điện Hội Quảng ở sông Nậm Mu đang duy trì mức xả tràn 90 mét khối trên giây. Mức xả này ít ảnh hưởng tới phía hạ du. Tại tỉnh Lâm Đồng, những ngày qua, tình trạng sạt trượt đất xảy ra xung quanh công trình dự án hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà đã làm xáo trộn cuộc sống của nhiều hộ dân. Nhà cửa bị nứt, gãy, có nguy cơ đổ sập. Vâng, nhiều người dân thì đã phải rời nhà để đi ở trọ. Chính quyền địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp để ổn định cuộc sống của người dân trong vùng. Xung quanh công trình dự án hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, 9 hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt trượt đất. Trong đó, 5 hộ đã bị ảnh hưởng trực tiếp, 4 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng. Gia đình ông Thắng nhiều ngày nay đã phải ra thuê trọ bên ngoài vì ngôi nhà có thể sập xuống bất kỳ lúc nào. Thì hôm qua mới lên xã họp là bảo để xem cái tái định cư thế nào. Mấy hôm qua các anh hỗ trợ trong công ty bên đầu tư là người ta hỗ trợ mỗi nhà 10 triệu. Ngay khi tình trạng sạt trượt đất xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà đã chỉ đạo ban quản lý dự án vận động người dân di chuyển ra khỏi nhà, sắp xếp chỗ ở cho các hộ dân. Huyện đã chỉ đạo tiến hành cắm biển báo, rồi khắc phục những tình trạng sạt trượt xuống đường đi và phân công người trực 24/24 để mà cảnh báo.
cáo rồi theo dõi cái nguy cơ mà sạt trượt. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, hiện nay để xử lý tình trạng sạt trượt, lún đất tại khu vực cụm công trình đầu mối thuộc dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh, đơn vị đã cho dừng hoạt động nhằm thực hiện công tác quan trắc, khảo sát hiện trường, từ đó có các biện pháp khắc phục sự cố, tránh ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh. Tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Thông tin được cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU hôm qua cho biết. Theo Copernicus, với các đợt nắng nóng và hỏa hoạn trên khắp thế giới, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 vừa qua cao hơn 0,33 độ so với mức nhiệt kỷ lục là 16,63 độ C được thiết lập vào tháng 7 năm 2019 và cao hơn 0,72 độ C so với mức trung bình của tháng 7 giai đoạn từ 1991 đến 2020. Nắng nóng đã xảy ra ở nhiều khu vực Bắc bán cầu, trong đó có Nam Âu, một số quốc gia ở Nam Mỹ và gần Nam Cực cũng chứng kiến nhiệt độ cao hơn mức trung bình. Tuần đầu tiên của tháng 7 đã chứng kiến nhiệt độ khắc nghiệt. Vào thời điểm đó, dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus gọi đây là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận. Nhưng đến tuần thứ 3 của tháng, nhiệt độ tăng hơn thế một chút. Chúng ta có thể nói rằng không chỉ tuần đầu tiên của tháng 7, mà 3 tuần của tháng 7 cũng nóng nhất từng được ghi nhận. Cũng theo cơ quan trên, mức dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2023 có thể ở mức cao thứ 3 được ghi nhận trong lịch sử. Các đại dương trên thế giới cũng đã lập kỷ lục nhiệt độ mới trong tháng trước, làm dấy lên lo ngại về tác động dây chuyền đối với cộng đồng dân cư ven biển và hệ sinh thái biển.